Chào các bạn, mời các bạn theo dõi chương trình Tuổi Thần Tiên của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thủy Tinh Quang. Đây là chương trình với những nội dung có thông tin bổ ích và lý thú dành cho lứa tuổi thanh thiếu nhi chúng mình. Mở đầu là mục thông tin học đường, tiếp theo là mục chia sẻ kinh nghiệm và cuối cùng là mục những nốt nhạc vui. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Trong những năm qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố Tuyên Quang luôn chú trọng đưa ra nhiều giải pháp đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, qua đó góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương. Chỉ còn thời gian ngắn nữa là các em học sinh trường mầm non Kim Phú, thành phố Tuyên Quang sẽ được học tập vui chơi trong ngôi trường mới. 16 phòng học được đầu tư từ ngân sách nhà nước sẽ giúp xóa bỏ điểm trường lẻ, nâng cao chất lượng giáo dục. Trường mầm non Kim Phú nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là của Ủy ban nhân dân thành phố đã đầu tư kinh phí để xây dựng một ngôi trường với đầy đủ các tiêu chuẩn, đáp ứng được tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Và chỉ một thời gian không xa nữa thì là chúng tôi sẽ đón các con đến một ngôi trường khang trang, sạch đẹp, đảm bảo, an toàn, thân thiện và xanh sạch đẹp. Cùng với đó, các trường học trên địa bàn đã lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, các hoạt động trải nghiệm, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nhà trường và tổ chức dạy học trở thành nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, giúp giáo viên và học sinh tiếp cận được những nội dung, phương pháp, chương trình giáo dục hiện đại một cách nhanh nhất. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn, thì trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Trên cơ sở đó, phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, đảm bảo đủ cơ cấu giáo viên các môn học đối với từng cấp học. Chú trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục và đào tạo. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ những người làm công tác giáo dục, sự nghiệp giáo dục đào tạo của thành phố Tuyên Quang đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. Các bạn thân mến, tiếng Anh đối với học sinh không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà nó còn ảnh hưởng lớn đến tương lai, là nền tảng và hành trang cho con đường học tập và công việc sau này. Mục chia sẻ kinh nghiệm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ môn này nhé! Khi nhắc tới tiếng Anh, người ta nghĩ ngay đó là ngôn ngữ toàn cầu. Những quốc gia phát triển có thu nhập đầu người cao nhất trên thế giới đều sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc được sử dụng phổ biến, được dạy là môn học trong trường học. Đối với Việt Nam, một nước đang phát triển, mở rộng cánh cửa toàn cầu hóa, việc biết tiếng Anh lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Em thấy việc học tiếng Anh rất có nhiều lợi ích, đó là mình có thể đi nước ngoài, nói chuyện với những người nước ngoài bằng tiếng Anh, hiểu biết được rất nhiều thứ và nó giúp em tự tin hơn. Học tiếng Anh sẽ giúp tăng sự tự tin trong giao tiếp, mở rộng mối quan hệ và học hỏi thêm nhiều điều tốt đẹp về các nền văn hóa khác. Học sinh có thể tiếp cận nguồn tư liệu phong phú về văn hóa nhân loại, phong tục tập quán của nhiều quốc gia trên thế giới. Em cảm thấy khi học tiếng Anh, em phát triển được khả năng nói, đọc và viết. Em có thể giao tiếp được với những người nước ngoài và sau này em có thể đi du học ở nước ngoài. Học tiếng Anh có thêm rất nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Khi có thể giao tiếp trôi chảy và thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cơ hội tìm được công việc tốt sẽ cao hơn. Các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng hãy cùng trò chuyện với cô giáo dạy môn tiếng Anh và cùng nghe cô tư vấn về bộ môn này nhé. Trước tiên xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chị có thể cho biết vai trò của bộ môn tiếng Anh đối với các em học sinh ạ? Vâng, như chúng ta đã biết thì tiếng Anh được sử dụng là ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu và trong thời kỳ hội nhập và phát triển về thế giới thì việc học tiếng Anh của học sinh và sinh viên và đặc biệt là thế hệ mầm non được tiếp cận về tiếng Anh từ sớm là hết sức quan trọng. Và hiện tại trong chương trình học của các em học sinh thì tiếng Anh cũng là một môn học chính như toán tiếng Việt và là một môn thi bắt buộc đối với các cấp. Vậy làm như thế nào để có thể truyền dạy bộ môn tiếng Anh cho các em một cách hiệu quả nhất? Vâng, để truyền dạy môn tiếng Anh cho các em học sinh một cách hiệu quả nhất thì việc đầu tiên là chúng ta phải tạo được niềm yêu thích cho các em đối với môn tiếng Anh và giáo viên sẽ sử dụng cũng như kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học phù hợp với từng lứa tuổi.
mà mình có thể đưa ra một số phương pháp, ví dụ như là lấy học sinh làm trung tâm. Đó là chúng ta sẽ vận dụng phương pháp học mà chơi, chơi mà học, sẽ không gây cho học sinh có áp lực và cũng như là tạo được hứng thú cho học sinh. Và một phương pháp khác đó là phát huy phương pháp thảo luận nhóm, thì cho học sinh tự luyện tập với nhau để cho học sinh chủ động hơn trong khi giao tiếp. Và ngoài ra thì giáo viên có thể áp dụng các công nghệ thông tin vào việc dạy học, ví dụ như là đưa vào sử dụng các phần mềm giảng dạy hiện đại thì sẽ giúp cho học sinh thu hút hơn vào bài học. Ngoài ra thì tại trung tâm ngoại ngữ Pumuru Tuyên Quang thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại, giúp cho các bạn học sinh vận dụng được các kiến thức đã được học vào thực tế và cũng thay đổi môi trường học để giúp cho các con học tập hào hứng hơn. Mỗi một lứa tuổi thì chúng ta cần phải có những cái phương pháp giảng dạy khác nhau để cho các em có thể tiếp thu môn tiếng Anh một cách tốt nhất, đúng không ạ? Đấy là điều đương nhiên rồi ạ. Ví dụ như đối với lứa tuổi mầm non thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp giảng dạy như là vừa học vừa chơi để giúp các con không cảm thấy căng thẳng và tiếp thu tiếng Anh một cách tự nhiên nhất. Còn đối với lứa tuổi tiểu học hay là trung học thì việc học sẽ kết hợp với thực hành nhiều hơn và chúng ta sẽ đi sâu vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các bạn sẽ luyện tập cả kiến thức ngữ pháp bằng cách đó là làm bài tập nhiều hơn. Vậy qua chương trình ngày hôm nay chị có lời khuyên gì để cho các em có thể học tốt bộ môn tiếng Anh? Để học tốt bộ môn tiếng Anh thì việc thực hành chính là cách duy nhất để các con nói được tiếng Anh và nói càng nhiều thì sẽ được cải thiện càng nhanh. Và để có được đầu ra tốt thì chúng ta cũng phải cần chuẩn bị kỹ đầu vào và việc tiếp cận với tiếng Anh từ sớm thì sẽ giúp các em xây dựng được nền tảng vững chắc. Và với việc học tiếng Anh thì điều đặc biệt là chúng ta phải kiên trì và luyện tập hàng ngày. Và với việc luyện tập thì chúng ta sẽ sử dụng thông qua nhiều hình thức, ví dụ như là có các bài hát, các câu chuyện hoặc là xem các đoạn phim tiếng Anh. Còn với các bạn học sinh tiểu học và trung học thì chúng ta sẽ luyện tập bằng các bài tập ngữ pháp thật là nhiều để nắm chắc kiến thức đã được học. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị. Tiếp theo chúng mình đến với mục Những nốt nhạc vui và thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các bạn nhỏ tuổi chúng mình thể hiện nhé. Học trò có bao điều em muốn nói trong giấc mơ tuổi thơ, có bao điều em muốn kể trong năm tháng học trò, có bao điều em muốn nói về tấm lòng thầy cô. Thầy cô học trò, có bao điều em muốn nói trong giấc mơ tuổi thơ, có bao điều em muốn kể
cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng, cho em bao khát vọng và tình yêu mênh mông. Tuổi thơ đã cho em yêu tiếng ca học trò và khắp nẻo đường bè qua phố phường, ôi tiếng hát ngàn mến thương như chim sơn ca hát trên cao xanh bao la. Tiếng chim sơn ca, tiếng chim bay xa, tiếng ca vui vào mọi nhà. Em như hoa xuân ngát hương thơm tràn lòng người, sắc hương tưng bừng lá hoa reo mừng đón một mùa xuân sang. Cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng, cho em bao khát vọng và yêu mênh mông. Tuổi thơ đã cho em yêu tiếng ca học trò và khắp nẻo đường bay qua phố phường, ôi tiếng hát ngàn mến thương. Cho em bao khát vọng và tình yêu mênh mông. Tuổi thơ đã cho em yêu tiếng ca học trò và khắp nẻo đường bay qua phố phường, ôi tiếng hát ngàn mến thương như chim sơn ca hát trên cao xanh bao la. Tiếng chim sơn ca, tiếng chim bay xa, tiếng ca vui vào mọi nhà. Em như hoa xuân ngát hương thơm tràn lòng một mùa xuân sang. Cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng, cho em bao
trong veo một mùa nghiêng nghiêng cánh đồng xa mờ cánh cỏ nghiêng cuối trời em về nơi ấy một bờ vai xanh vườn rau tóc xanh đó là chân trời hay là mơ cuối trời. Chương trình Tuổi Thần Tiên của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tỉnh Tuyên Quang đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!